chào các bạn đã trở lại với channel Thế Nhưng Tôi Quê nha. Bữa nay mình đi câu lãnh các bạn. Sáng nay mình gặp một cái con xe bánh lốp đang lúng các bạn, lúng cát nha. Lúng cát này quải lắm các bạn. Còn sầm sùng. Cát này khó lên lắm à. Mệt rồi à, này phải có gì chim vô. Dằn cát cho nó dẻ các bạn. Kìa lúc luôn rồi. Ôi, mẹ bắt lên hay gì vậy? Lúng quá sâu à. Mày phải đem con khác lại cứu mới nổi nha. Gà luôn rồi nó dính á. Lấy xe tải dằn đường tính để kéo. Phịch phịch lên. Cái len quá dữ. Thái Dương TV á biết không? Không biết Thái Dương TV không? Không. Mỏng mỏng thôi. Mỏng nè, đâu mẹ đâu dám lấy nhiều đâu. Hàng đó, hàng kia để thôi. Bài hả? Hàng kia để làm gì chè thôi. À, điện trên đó nó đi đầu kéo, năng đầu nó chạy tới đâu á. Lai về sắp tới rồi, đủ mở điện hoài. Xuống cái nhóng lên ông chim vô nữa cho nó dẻ cát là nó mấy à. Có cây dĩ cũng hơi căng ha, có cây dĩ rồi vô nó đỡ.
nổi lên nữa các bạn. Mà tình hình này nó cũng còn khó lắm, chưa đi nổi đâu, cũng lên được rồi đó các bạn. Càng nhúng càng xuống. Có chiếc xe cuốc khác cứu thì quá ngon lành, không có. Đem miếng tải nó cứu mà tải nó sao kéo được các bạn. Lắc lần sau xuống lúc nữa. Cả vấn đề. Lúc nữa rồi bạn ơi. Càng lắc càng xuống. Cái tài nó vô nó rút rồi đó. Thứ gì chưa nổi các bạn. Đấy, cái tài quá dữ, cái tài tài này dư sức kéo luôn. Đang xả cáp rồi bạn. Rồi, con đang đầu xả dây xong rồi đó các bạn. Bây giờ là chuẩn bị lên nè. Nghĩa là nó sẽ rút từ từ, đi từ từ lên. Cát này là không có làm lẹ được nha các bạn. Xem anh em sẽ cứu nó lên như thế nào nha. Chờ tí thẳng dây cái nha các bạn. Đó, thẳng dây đó. Đừng có bơi quá nó lúng á. Từ từ thôi. Cái này khả năng có lấy hai cây cầu độn xuống mới được các bạn. Bị động lường nó tung bánh. Dướng nó làm rồi sao nó căng lắm. Cái gì không dễ ăn đâu các còn đằng đầu ngoài đó nó cũng dở, ghé là nó không có thế chịu các bạn. Nó làm không lại này lần này lôi thằng đó vô luôn. Móc ra đằng cho nó đừng có cản mũi với để chim cái cặp cầu vô nữa các bạn. Bây giờ căng lắm, nó vướng lượng rồi vướng lam tùm lum hết trơn, nó nặng lắm. Cát nữa. Thank you.
cát mà nó khô nó còn đỡ nha các bạn, còn nếu có nước này nó gích gích khó chịu lắm. Xe nó lăn ghê thử các bạn, hết biết cái chỗ lăn. Có ly chìm cầu vô thấy im rồi đó các bạn. Chìm cầu vô thấy có lý rồi đó. Có lý. Qua hết cầu là không biết sao đây. Nhẹ nhẹ từ từ theo cái tài là nó lên luôn á. Anh đừng có lắc quá. Đó, nhẹ nhẹ từ từ là lên luôn á, lắc quá là nó xuống.
sao bị bự bánh quá. Nhưng mà đều chiều hướng lên các bạn. Quá khó khăn. Cái tính ra cái thằng gì mà bự bánh không chịu đi các bạn, căng ngát thiệt. Lấy cầu lên bạn, xuống cát hết cái ghê à. Lên được rồi nhưng mà còn để đi được ra ngoài thì cũng là cả vấn đề. Lên cái tài nó đang rút đó các bạn. Cái xe giờ bẻ chuyển hướng không đi, bẻ lái không đi, nó bẻ lái không đi nó mới bị lúng đó các bạn, chứ bẻ lái đi là nó chuyển về phía bên đây nó chạy ra được rồi, bẻ không được cho nên nó mới bị lúng xuống cái lỗ đó đó. Cái chỗ này là làm sân bóng đá nha các bạn. Gì mà chưa chịu lên các bạn, cả vấn đề đó các bạn. Cả vấn đề luôn. Không nổi mà tuôn bánh không.
nó đi được là nó nhờ cái tài của con chống đầu của nó thôi, chứ không đi được luôn. Nào tự ra nổi không? Cái tình hình là không thể nào tự ra được rồi các bạn, quá căng. Co ly lên khúc này cát khô rồi nè, khúc này là được rồi nè, khúc này ok đó. Khúc kia hồi nãy là cát nó có dạng cọc pha sình đó, ra nó tung bánh. Phim rồi đó, ngon lành cành đào. Rồi vừa rồi mình gửi đến các bạn một pha giải cứu quay bánh lốp bị lúng nha các bạn. Thì video đến đây thì chắc có lẽ Thái Dương TV sẽ kết thúc nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo ha các bạn. Nay còn một đường thoát nữa để chờ một tí. Wow. Tính là đi thẳng lên mà anh vẽ chuyển hướng rồi coi anh đi đâu đây. Thank you.
này là ok rồi. Rồi vậy thôi, kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã vừa xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.